Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sằng Tha Giả. Sáng nay tiếp tục sư chia sẻ pháp đến toàn thể hội chúng chúng ta. Thì sư nghĩ rằng chúng ta được may duyên nên chúng ta được gặp giáo pháp Đức Phật và chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ được an vui trong cái kiếp sống này, và chúng ta sẽ được hạnh phúc trong những cái kiếp sống tương lai. Thì khi chúng ta hành thiền, tức là nó nhất là chúng ta tu tập phương pháp tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được cái nỗi khổ và niềm đau trong cuộc sống. Và nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, hay là trong đời sống này đó, chúng ta thấy nhất là thời buổi bây giờ chúng sanh thì tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, và cái đạo đức con người mỗi ngày bị suy thoái. Và chúng sanh hướng thiện thì ít, mà chúng sanh hướng tới điều bất thiện thì nhiều. Chúng ta tự so sánh, chúng ta thấy rằng ở khoảng vài chục năm về trước, con người đó sống có cái tình, cái nghĩa, cái đạo đức nó cao. Còn hiện bây giờ chúng ta thấy đó, cái đạo đức đó, nó đi xuống trầm trọng. Con mà bất hiếu với cha mẹ thì nhiều. Rồi bạn bè sống với nhau không có sự chân thành. Và thậm chí trong gia đình cũng vậy, anh em hay là quyến thuộc đó, sống không có sự hòa thuận, luôn có sự tranh chấp và ấu đả lẫn nhau. Vì sao vậy? Vì chúng sanh bây giờ đó, họ phát triển phiền não, tham nhiều, sân nhiều và si nhiều. Nên đời sống bây giờ chúng ta thấy ở trên thế giới này có những sự kiện xảy ra mà chúng ta không thể nào biết trước được. Sóng thần, động đất, nhiều sự việc mà chúng ta không thể nào lường trước được. Và cách đây đó, vài chục năm trước đó, thì chúng ta thấy rằng những cái sự kiện này nó rất là ít. Thì đây đó, Đức Phật dạy đó, nếu mà chúng ta hiểu theo lời dạy Đức Phật đó, những cái điều không may mắn, không tốt đẹp xảy ra trên thế giới này cũng do chúng sanh, do con người chúng ta tạo ra, do cái nghiệp ác đó đó, nên chúng sanh phải nhận lấy cái hậu quả khổ đau. Thì hôm nay chúng ta tu thiền á, tức là chúng ta đến với giáo pháp, để Đức Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp, tức là chúng ta thực hành tứ niệm xứ để chúng ta thanh lọc những cái bản chất ô nhiễm của nội tâm tham sân si. Thì khi mà chúng ta thanh lọc được những cái bản chất phiền não để chúng ta phát triển những cái tâm thiện đó, tâm vô tham, vô sân, có trí tuệ, thì khi mà chúng ta sống với những cái loại tâm thiện này đó, thì cái tâm thiện này, cái tính chất của nó là bình yên, tĩnh lặng, nhẹ nhàng, mát mẻ và có sự an vui. Và khi mà chúng ta sống với tâm thiện đó, cái bản chất tâm vô tham, vô sân, có trí tuệ đó, thì chúng ta làm cái gì nó cũng tốt đẹp cả. Từ cái hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta đó, nó rất là khôn khéo, nó rất là tốt đẹp và đưa đến lợi ích cho mình, cho người. Cái bản chất tâm thiện là như vậy. Còn khi mà chúng ta nó không có tu thiền tứ niệm xứ, chúng ta sống với tham, với sân, với si, thì những cái bản chất của tâm bất thiện đó, thì nó sẽ điều xử chúng ta, nó điều động chúng ta, và cái thân chúng ta sẽ làm đau khổ cho mình, cho người. Và miệng chúng ta nói, chúng ta sẽ nói những cái điều, những cái lời đó cay nghiệt,
để đưa đến đau khổ cho mình, cho người và những cái tư tưởng chúng ta suy nghĩ cũng vậy. Khi mà chúng ta tu thiền tứ niệm xứ đó, chúng ta trải nghiệm được những cái tính chất của bất thiền và chúng ta trải nghiệm được cái tính chất của thiền, khi đó trí tuệ chúng ta nó sanh khởi và trí tuệ chúng ta nó sẽ biết cần sống với những loại tâm nào và cần loại bỏ những loại tâm nào. Khi chúng ta có thực hành tứ niệm xứ đó, khi mà cái tâm sân nó sanh khởi đó, chúng ta là một hành giả tu tứ niệm xứ, chúng ta quan sát khi mà cái tâm sân sanh khởi đó, tuy rằng chúng ta không có bị nó điều xử bằng cái thân hành, khẩu hành hay là ý hành, tức là thân chúng ta không chưa làm, miệng chúng ta không có nói, ý chúng ta chưa suy nghĩ, nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy được cái sự nóng đốt của cái bản chất của tâm sân. Khi mà các vị thực hành tứ niệm xứ đó, khi mà cái tâm sân sanh khởi mà chúng ta thường quan sát đó, thì chúng ta thấy rằng nó không có điều xử chúng ta qua cái hành động, lời nói hay là tư tưởng, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta nó vẫn bị đốt nóng và cái tâm hồn chúng ta đó, nó cảm thấy nó bức xúc, nó khổ đau và nó tác động tới cái thân của chúng ta đó. Đầu chúng ta căng thẳng và tim chúng ta đập mạnh. Thì chúng ta thấy rằng cái bản chất của bất thiện đó. Rồi chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta khởi cái tâm sân là chúng ta thấy khổ rồi. Còn trước kia mà chúng ta không chưa có tu tập tứ niệm xứ đó, khi tâm sân sanh khởi là những cái hành động chúng ta đó, chúng ta sẽ tạo ác nghiệp. Có thể chúng ta đánh đập người khác, hay là chúng ta cầm cây để chúng ta đánh người khác, làm khổ chúng sanh khác. Là miệng chúng ta nói thì chúng ta chửi mắng người khác, chúng ta nói những cái lời sóc ốc, nói những cái lời cay nghiệt, những cái tư tưởng chúng ta đưa đến sự hận thù. Chúng ta tìm cách này cách kia để chúng ta hãm hại chúng sanh khác. Thì chúng ta thấy rằng cái bản chất của tâm sân là nó như vậy đó. Khi mà nói về cái thực tánh đó, cái bản chất của tâm sân đó, thì tất cả chúng ta đó mà khởi tâm sân đó, thì ai cũng có sự nóng đốt, ai cũng có sự bực mình, ai cũng có sự khó chịu cả. Cho nên đó, Đức Phật dạy đó, cái tâm sân này đó, nó là phiền não ma. Cho nên đó, chúng ta tu tập, chúng ta thường quan sát, chúng ta thấy được cái bản chất tâm sân đó, thì chúng ta mới loại được nó, thì khi đó chúng ta sống mới có được sự an ổn. Thì khi mà chúng ta khởi cái tâm sân đó, cái tâm sân mà nó điều động chúng ta rồi đó, thì các vị thấy rằng đó, không thể nào mà chúng ta đối xử với người khác bằng cái hành động tốt, lời nói tốt và tư tưởng tốt được. Và khi chúng ta nói cái lời nói chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng nó rất là chua chát. Đó là cái tâm sân nó điều xử mình. Và những cái tư tưởng chúng ta đó, thì những cái tư tưởng nó thô tháo, những cái tư tưởng nó đưa đến cái sự bất thiện. Và cái thân hành chúng ta cũng thế. Thì khi mà chúng ta đó có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta quan sát tâm sân nhiều lần, chúng ta thấy được cái sự nóng đốt của nó. Và cái cường độ của tâm sân mỗi ngày nó sẽ giảm đi. Và chúng ta mỗi khi mà nó sanh khởi là chúng ta nhận diện được nó liền. Mỗi khi nó sanh khởi là chúng ta phải nhận diện được nó và chúng ta quan sát nó. Khi chúng ta quan sát nhiều lần đó, chúng ta thấy được cái sự nóng đốt. Giống như chúng ta ở gần lửa, tuy rằng chúng ta chưa bị lửa nó thiêu chúng ta, nhưng mà chúng ta ở gần cái đống lửa chúng ta cũng cảm thấy nó nóng, nó khó chịu vô cùng. Nên sau này đó chúng ta thấy rằng không có dạy gì để chúng ta đút tay vào lửa hay là chúng ta ở gần cái đống lửa. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, chúng ta lão luyện, chúng ta cứ quan sát nhiều lần đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ. Thì đây tôi suy nghĩ rằng đối với người cư sĩ chúng ta biết cái phương pháp tứ niệm xứ rồi đó, thì chúng ta phải về chúng ta ứng dụng trong đời sống. Khi mà chúng ta đến trường thiền này, suy nghĩ rằng cái tâm sân sanh khởi nó ít hơn. Còn khi mà chúng ta về, chúng ta sống trong cuộc sống, trong cuộc đời này, tức là chúng ta sẽ tiếp cận đối với những người không có đạo đức và những thành phần mà họ không có biết tu tập đó, thì những cái hành động, lời nói hay là cái tư tưởng của những chúng sanh này bất thiện.
thì khi chúng ta sống gần với những người này đó, cái tâm sân chúng ta dễ bùng phát. Còn các Phật tử chúng ta vào ngôi chùa, chúng ta vào chừng thiền đó, thì những người mà xung quanh chúng ta là những người người ta biết tu tập, và những cái cử chỉ hành động và nói nhẹ nhàng tốt đẹp bằng cái thiện tâm, nên chúng ta không có bị sân giận hay là bực mình. Còn khi chúng ta sống trong cuộc sống này đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta dễ phát sanh phiền não. Vì thế đó, đó khi mà người cư sĩ chúng ta biết cái phương pháp tứ niệm xứ, nhất là cái phương pháp mà chúng ta niệm tâm đó, chúng ta trở về nhà, khi mà chúng ta sống trong gia đình có những cái chuyện gì đó, trái ý nghịch lòng nó đến với chúng ta đó, mà tâm sân chúng ta sanh khởi, xưa khi chúng ta chưa có biết tu đó, thì chúng ta phát triển đó, bây giờ chúng ta đã biết thực hành tứ niệm xứ rồi, thì khi mà cái tâm sân sanh khởi thì sư nghĩ rằng sư khuyên các Phật tử chúng ta đừng có nói gì cả. Khi mà chúng ta bực mình mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ nói bậy. Rồi khi mà tâm sân nó sanh khởi thì chúng ta cũng đừng có làm cái gì, và chúng ta cũng đừng có suy nghĩ gì cả. Bây giờ chúng ta đầu tiên á, là chúng ta phải xử lý cái bản chất của tâm sân, cái nội tâm mình trước. Để khi mà chúng ta giận á, thì chúng ta có làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ á, thì những cái hành động của chúng ta nó sẽ đưa đến đau khổ cho mình, cho người. Giận quá thì mất khôn, cái cách hành xử chúng ta nó không có khéo léo. Thì khi mà cái tâm sân sanh khởi là chúng ta phải trở về bên trong, chúng ta phải tập quan sát, chúng ta nhìn cái trạng thái và những cái tư tưởng của tâm sân nó sanh khởi như thế nào, chúng ta hãy theo dõi nó một cách hết sức là khách quan. Thì sư có nghe một số hành giả đó chia sẻ với sư đó, thì có những lúc tâm sân sanh khởi chúng ta nhìn nó không có mắt, thì cái tâm sân chúng ta nhìn đó, mà chúng ta quan sát mà tâm sân nó không có mắt đó, nó có nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là niệm định chúng ta nó còn yếu, niệm chúng ta còn yếu và định chúng ta còn yếu đó. Thì khi mà chúng ta quan sát tâm sân, do tâm sân nó mạnh quá thì có thể nó làm chúng ta thất niệm, và chúng ta sẽ bị cuốn hút vào cái tâm sân. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa đó là có những lúc mà tâm sân sanh khởi đó, rồi chúng ta lại quan sát bằng cách là chúng ta muốn cái tâm sân này nó mất đi, chúng ta không muốn cái tâm sân nó hiện hữu trong tâm của chúng ta. Thì cái tâm sân mà muốn cái tâm chúng ta đó muốn cho cái tâm sân mất, muốn tiêu diệt tâm sân á, tức là trong lúc đó chúng ta có thái độ không có đúng đắn, tức là chúng ta muốn sử dụng cái tâm sân này chúng ta xua đuổi tâm sân khác. Tại cái tâm mà bất mãn với cái đối tượng đó nó cũng là bản chất của tâm sân, thì tâm sân này hỗ trợ cho tâm sân khác, thì tâm sân bắt đầu nó sẽ bùng phát mạnh. Thì giờ đó chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta có thái độ như vậy đó thì chúng ta không thể nào quan sát tâm sân, và tâm sân không thể nào biến mất được. Thứ ba nữa đó là chúng ta quan sát tâm sân á, mà nó không biến mất á, là chúng ta quan sát chưa có được toàn diện cái bản chất của tâm sân. Chúng ta quan sát tâm sân là chúng ta phải quan sát về cái sự bức xúc của tâm sân và cái tư tưởng mà liên hệ đến tâm sân. Chẳng hạn các vị vừa bức xúc một cái, các vị quan sát cái sự bức xúc đó, rồi nó sẽ diễn đạt ra những cái tư tưởng, cái hình ảnh mà con người mà mình không thích, hay là cái hoàn cảnh nào mà chúng ta không có hài lòng đó, thì nó sẽ sanh khởi. Thì cái đó chúng ta cũng phải quan sát cái tư tưởng, quan sát tư tưởng và quan sát sự bức xúc, chúng ta phải quan sát cho nó được thấu đáo. Rồi chúng ta phải có điều chỉnh cái thái độ chúng ta quan sát. Thì khi mà chúng ta quan sát mà chúng ta muốn cho tâm sân mất á, thứ nhất là chúng ta phải quan sát tâm sân bằng cái sự khách quan. Và khi mà tâm sân sanh khởi là chúng ta phải nhận diện, và chúng ta có thể tác ý, chúng ta sử dụng chánh tư duy thêm. Tâm sân này cũng là đối tượng, nó cũng không phải là tôi, và tâm sân để giúp cho ta trải nghiệm học hỏi, để tâm mình chấp nhận cái tâm sân.
Rồi khi chúng ta chấp nhận rồi đó, chúng ta quan sát hết sức là khách quan. Rồi chúng ta quan sát cái sự bức xúc, chúng ta quan sát về cái tư tưởng mà do tâm sân nó diễn đạt đó. Chúng ta quan sát hai cái này một cách hết sức là thoải mái. Thì như vậy cái tâm sân nó sẽ cường độ, nó sẽ yếu dần và nó sẽ biến mất, nó sẽ tan biến. Nếu mà thất bại chúng ta tiếp tục chúng ta quan sát lại. Mà chúng ta quan sát nhiều lần đó, sau này cái chánh niệm chúng ta nó sẽ sắc bén. Và cái sự kinh nghiệm của chúng ta tu tập đó, nó lão liền. Mà khi mà tâm sân không mắc là chúng ta kiểm tra liền. Các vị tu, các vị lâu ngày, các vị cứ quan sát nhiều thì các vị sẽ kinh nghiệm, các vị sẽ dài dặn. Khi mà tâm sân không mắc là các vị biết, các vị sẽ biết tại sao. Có những lúc mà sư bực mình cái đó, sư quan sát, sư thấy tâm sân không mắc rồi sư biết. Thứ nhất là sư kiểm tra thái độ lại. Tại sao? Thì sư thấy trong lúc đó cái tâm sư nó muốn xua đuổi cái tâm sân. Thì khi mà sư thấy được cái trạng thái mà nó muốn chống đó, nó xua đuổi tâm sân đó, sư ghi nhận cái trạng thái nó mắc và sư nhìn lại cái thái độ đúng đắn, tâm sân tự biến mất. Thì đây chúng ta tu tập á, có những lúc mà chúng ta thấy cái tâm sân không mắc á, là chúng ta phải kiểm tra cái thái độ của chúng ta, là chúng ta coi cái cách chúng ta quan sát đối tượng như thế nào. Tại vì chúng ta thấy rằng đó, cái tâm sân đó, chúng ta thấy nó có hai, có nghĩa là cái tư tưởng tâm sân và cái sự bức xúc của tâm sân. Thì cái sự bức xúc này nó hỗ trợ cho tư tưởng, và tư tưởng nó hỗ trợ cho cái sự bức xúc, và hai cái này nó sẽ hỗ trợ và nó làm cho cái tâm sân nó sẽ bùng phát một cách dữ dội. Sẽ nói thí dụ, chúng ta đang ngồi, chúng ta hướng tới, chúng ta gặp một cái người kẻ thù chúng ta ghét á, chúng ta vừa nhìn họ ra một cái sự bức xúc nó nổi, nó sanh khởi, tức là cái tâm sân. Thì cái sự bức xúc, cái sự nóng đốt nó chưa có qua tư tưởng, thì chúng ta không có tu tứ niệm xứ. Thì cỡ đó cái sự bức xúc này, tức là cái tâm sân nó sẽ tạo ra tư tưởng. Và nó nói rằng cái người này đã từng hại ta, cái người này đã từng đánh ta, cái người này đã từng nói xấu ta, cái người này là cái người hung ác. Thì cái tư tưởng đó, đó bắt đầu nó phát triển. Thì bây giờ chúng ta không phải là cái người tu tập tới niệm xứ đó, bắt đầu chúng ta đồng hóa với tư tưởng đó. Và cái tư tưởng nó càng suy diễn nhiều, và càng suy diễn nhiều để nghĩ đến những cái điều xấu, cái điều không tốt của người khác, thì nó sẽ tạo cho cái sự bức xúc tâm sân nó càng lớn mạnh. Tức là cái sự bức xúc nó càng tăng lên. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng cái sự bức xúc nó rất là ít, do chúng ta suy diễn, nó tạo ra cái sự bức xúc càng nhiều. Và cái sự bức xúc càng nhiều thì nó sẽ tạo ra cái tư tưởng nó càng suy diễn nhiều. Và tư tưởng và cái sự bức xúc của tâm sân đó, hai cái này nó hỗ trợ với nhau và nó sẽ đi đến một tiến triển một cách lớn mạnh và sung mãn. Còn giờ chúng ta có tu tứ niệm xứ là chúng ta phải nhìn cái sự bức xúc của tâm sân và cái tư tưởng liên hệ đến tâm sân. Nên các vị thấy rằng có những lúc các vị nghĩ tới cái người mà các vị ghét á, thì những cái hình ảnh của người đó, lời nói của người đó các vị quan sát, nhưng các vị thấy nó không mắc. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cứ nhìn trên cái tư tưởng không à. Cái tư tưởng tức là cái bề mặt thô của tâm. Mình Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có sân biết rõ mình đang sân á, là chúng ta phải biết cái tâm vi tế. Cái tâm mà bức xúc á, nó không có qua tư tưởng, cái đó mới gọi là trạng thái của tâm sân. Là chúng ta nhìn tâm là chúng ta phải nhìn những cái sự bức xúc đó. Còn cái tư tưởng thì đó là cái bề mặt thô của tâm. Thì khi mà chúng ta thấy được cái sự bức xúc và cái tư tưởng của tâm sân á, và chúng ta thấy rằng có những lúc thì nó thô, có những lúc thì nó vi tế. Khi mà chúng ta gặp những cái người chúng ta ghét á, thì cái sự bức xúc nó mạnh á, và chúng ta tạo ra cái tư tưởng, thì những cái trường hợp này chúng ta thấy tâm sân chúng ta rất là thô. Mà những cái tâm sân này mà chúng ta không quan sát, chúng ta không thấy được, thì làm sao chúng ta thấy được những cái tâm sân nó vi tế, cái cường độ nó yếu. Các vị đang ngồi thiền mà các vị ngồi chỗ đó các vị thấy nó nóng nảy, tức là cái thời tiết nó oi bức á, tự nhiên cái tâm mình nó phản ứng. Thì cái phản ứng đó nó cũng là tâm sân. Cái tâm sân này nó vi tế hơn là cái tâm sân mà chúng ta gặp kẻ thù mà chúng ta khởi lên cái sự bức xúc. Để chúng ta đang ngồi, chúng ta thấy con mũi nó bay e e, cái tâm chúng ta nó phản ứng.
Tại vì á, chúng ta cái tâm mình nó biết rằng con mũi này đó nó thường cắn mình, nó làm cho mình đau khổ. Nên khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe tiếng con mũi đó, cái tâm chúng ta nó vừa phản ứng đó. Cái phản ứng đó cũng là tâm sân. Thì chúng ta đó là hành giả tu tấn niệm xứ, chúng ta nhạy bén cái tâm chúng ta vừa phản ứng thì chúng ta quan sát cái sự phản ứng đó này. Thì chúng ta phải thấy từ cái thô cho tới cái sự vi tế của tâm sân. Cho nên đó, chúng ta đi vào trường thiền, chúng ta tu vẫn có tâm sân, chứ không phải là chúng ta nói là không có tâm sân. Tuy rằng chúng ta sống ở đây đó, chúng ta không có gặp những người chúng ta ghét, hay là trong cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng mà làm cho chúng ta phải bức xúc, khó chịu một cách dữ dội. Nhưng mà có những lúc trời nóng đực các vị cũng cảm thấy khó chịu vậy. Các vị ngồi bị đau các vị cũng cảm thấy khó chịu vậy. Thì những cái sự khó chịu đó nó cũng là cái bản chất của tâm sân. Nên chúng ta sau này chánh niệm chúng ta sắc bén, chúng ta thấy từ những cái tâm sân thô cho tới cái tâm sân vi tế. Nên chúng ta chịu khó chúng ta quan sát. Cho nên đó, người cư sĩ chúng ta đó biết được cái sự nguy hiểm của ác pháp. Tức là cái tâm sân đó, có thể là chỉ một đời mà chúng ta nó sống mà chúng ta nô lệ cho nó sai sự chúng ta đó, mà chúng ta làm những cái điều ác mà do cái nghiệp ác tâm sân tạo đó. Chỉ một đời thôi chúng ta làm những cái điều ác, chúng ta có thể khởi tâm sân, chúng ta đánh đập cha mẹ, chúng ta chửi mắng cha mẹ, hay là chúng ta xúc phạm tới những cái bậc thánh, hay là chúng ta chửi mắng thầy tổ của mình. Thì những người mà có ăn với chúng ta thì ở đây đó, mà chúng ta xúc phạm tới những bậc thánh hay là những người có cái ăn đối với mình đó, thì cái nghiệp ác đó nó vẫn đưa chúng ta vào khổ cảnh. Nên những cái nghiệp ác đó chúng ta thấy rằng là do tâm sân tạo ra. Nên trong năm ngũ nghịch đại tội đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, đều là do cái bản chất của tâm sân. Đề bà đặt đa do cái tâm mà sân hận đó, mới lăn đá để hại Đức Phật, chia rẽ tăng chúng. Và ở đời này chúng sanh mà giết cha, giết mẹ, đánh đập cha mẹ cũng do cái bản chất của tâm sân. Chúng ta phỉ báng các bậc thánh, chúng ta có thể giết những vị A-la-hán cũng là do cái tâm sân đó điều xử chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, cái tâm sân á, nó đã chi phối chúng sanh và nó điều động chúng sanh, và chúng sanh phải làm những điều ác, và chúng sanh hiện tại không được an ổn, và sau khi chết chúng sanh phải sanh vào bốn cảnh giới khổ. Nên chúng ta tu là chúng ta phải chế phục được tâm sân, chúng ta phải loại bỏ tâm sân. Thì người cư sĩ chúng ta tại sao mà chúng ta phải chánh niệm trong đời sống? Tại vì có ba điều mà chúng ta không có thể biết trước được, nên là chúng ta phải cần chánh niệm. Cái điều thứ nhất là chúng ta không biết là mình sẽ tạo ác nghiệp trong lúc nào, do tham hay do sân hay do si. Chúng ta không chánh niệm, sân sinh khởi có thể là chúng ta giết người cũng có thể xảy ra. Có những lúc mà chúng ta đó bị bức xúc quá mà cái người đó họ hà hiếp chúng ta, có những lúc mà chúng ta nóng giận nhiều, chúng ta không có làm chủ được nữa, có thể là chúng ta giết người khác. Đối phàm phu chúng ta đâu có biết được cái điều đó xảy ra, nên chúng ta phải cần chánh niệm. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ làm chủ được vấn đề đó. Thứ hai nữa đó, vì sao mà chúng ta phải chánh niệm? Vì chúng ta không biết là mình chết trong lúc nào. Tại vì chúng ta còn phàm mà, cái tuổi thọ chúng ta mỗi người đó, nghiệp chúng ta tạo nó khác. Chúng ta ngồi ở đây chúng ta đâu biết rằng mình chết giờ nào, phút nào, ngày nào, năm nào. Rồi khi mà chúng ta chết mà chúng ta không có chánh niệm á, chúng ta chết bằng tham sân si, thì chúng ta chết bằng những cái tâm đó thì nó sẽ tương ưng với trong bốn cảnh giới khổ. Cho nên chúng ta phải cần chánh niệm. Chúng ta chết trong chánh niệm tức là chúng ta sẽ được sanh thiên hay là sanh lại làm người. Vì lẽ đó mà chúng ta phải cần chánh niệm. Cái điều thứ ba đó là chúng ta phải cần chánh niệm á. Vì sao? Vì chúng ta không biết rằng mình sẽ đắc đạo trong lúc nào. Tại vì trong quá khứ mà chúng ta đã tạo nhiều ba la mật,
mà chúng ta có đầy đủ ba la mật, nếu mà chúng ta chịu thực hành tứ niệm xứ, chúng ta chánh niệm á, thì có thể chúng ta sẽ đạt đạo quả. Bây giờ chúng ta không có chịu chánh niệm, cho dù ba la mật chúng ta chín mùi đi nữa, mà chúng ta không có siêng năng chánh niệm, tu tập tứ niệm xứ, thì cái cơ hội để chúng ta đạt đến đạo quả, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đó. Vì ba lẽ đó nên chúng ta phải chánh niệm. Thứ nhất là chúng ta không biết là mình sẽ tạo ác nghiệp trong lúc nào. Thứ hai là chúng ta không biết mình sẽ chết trong giờ nào. Thứ ba là chúng ta không biết mình sẽ đắc đạo lúc nào. Cho nên là chúng ta phải cần chánh niệm. Thì suy nghĩ rằng người cư sĩ chúng ta đó đã biết quan sát được tâm sân, thì bây giờ chúng ta phải cố gắng để chúng ta quan sát thường xuyên, chứ không phải là đến chùa hay là đến trường thiền là chúng ta mới tập chánh niệm, chúng ta quan sát mà về nhà chúng ta lại sống dễ vui. Về nhà thì phiền não nó nhiều thì chúng ta phải cần tăng thêm cái sự tu tập. Thứ hai nữa đó, khi mà chúng ta đã biết chánh niệm, chúng ta đã biết quan sát được tâm tham đó, thì chúng ta cũng phải thường quan sát. Tại vì cái bản chất tâm tham đó, thì nó cũng đưa đến khổ mình, khổ người. Khi mà tâm tham sanh khởi đó, chúng ta muốn chiếm đoạt tài sản người khác thì chúng ta mới dùng mọi phương tiện, có thể bằng lời nói, bằng hành động, bằng tư tưởng để chúng ta lừa đảo chúng sanh khác. Cái tâm tham nó sẽ điều xử chúng ta làm những cái hành động đó. Và khi tâm tham sanh khởi đó, có thể là nó sẽ điều động bằng cái thân chúng ta đó, chúng ta có thể phá hoại gia can người khác, chúng ta sẽ làm cái điều bất thiện như là tà dâm. Hay là tâm tham nó điều xử chúng ta, có thể chúng ta nói những cái lời nịnh hót, hay là chúng ta nói những cái lời đó ngọt ngào để lừa đảo chúng sinh khác. Tức là cái tâm tham á, nó sanh khởi nó điều xử chúng ta. Và tâm tham sanh khởi có thể nó điều xử chúng ta đó, tham danh, tham lợi vì cái đồng tiền đó, mà có thể chúng ta làm bất cứ những cái thủ đoạn nào để chúng ta muốn đạt theo cái mục đích của mình. Cái tâm tham mà nó điều xử đó, chúng ta trở thành một con người ác mà chúng ta không biết đủ. Thì giờ đó chúng ta tu tập đó, Đức Phật dạy chúng ta đó phải thường quan sát cái bản chất của tâm tham. Khi tâm tham sinh khởi là chúng ta phải thường xuyên quan sát. Các vị mà quan sát thường xuyên rồi đó, thì khi mà tâm tham sanh khởi đó, chúng ta quan sát thì nó sẽ yếu dần yếu dần. Thì nó không có sức mạnh để nó điều xử các vị được. Còn nếu mà các vị đó không chịu quan sát, các vị cứ sống với nó và các vị cứ phát triển nó, cái sự ham muốn nhiều, thích thú nhiều và trị lạc trong các dục thì các vị khổ đau nhiều. Tại vì Đức Phật dạy trong kinh đó, ái là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ. Chúng ta tham nhiều, chúng ta khổ nhiều. Chúng ta tham ít thì chúng ta khổ ít, mà chúng ta hết tham thì chúng ta hết khổ. Từ cái tham thô tháo cho đến cái tham vi tế, tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, rồi đến cái tham thông thường, rồi chúng ta dính mắc vào những cái thân và tâm này. Cho nên chúng ta tu tập đó, là chúng ta nhận diện được cái bản chất của tâm tham, tức là phiền não. Thì khi tâm tham sanh khởi đó, chúng ta phải tập quan sát khi nào mà nó nổi bật nhất đó. Những lúc mà chúng ta đó, lên bàn ăn đó, thì chúng ta cũng phải tập quan sát tâm tham. Cái tâm tham này gọi là tâm tham thông thường, nhưng mà chúng ta cũng phải cần quan sát. Khi mà chúng ta thấy tài sản của người khác mà chúng ta khởi lên cái tâm tham đó, chúng ta cũng phải cần quan sát cái tâm tham đó. Thấy chiếc xe người ta đẹp hay cái điện thoại người ta đẹp, tuy là mình không có lấy, mình không có nói để lường gạt chúng sanh khác, nhưng mà cái tư tưởng chúng ta khởi lên, chúng ta muốn cái tài sản của người đó thuộc về mình, nó cũng là tham bất thiện. Thì trong những trường hợp đó chúng ta phải cũng cần quan sát cái bản sát tâm tham đó. Hay là chúng ta thấy chồng hay thấy vợ người khác mà chúng ta khởi lên cái tâm thích thú, chúng ta với cái tâm ô nhiễm đó, tâm nó tâm bất thiện mà, thì chúng ta cũng phải tập quan sát cái bản chất tâm tham đó.
Thì khi chúng ta tập quan sát đó, trong những trường hợp đó, cái tâm tham nó sẽ nổi bật, thì chúng ta phải tập quan sát cái bản chất nó bất thiện như thế nào, cái sự thích thú nó như thế nào. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập tới niệm xứ, chúng ta cứ để cho nó điều xử chúng ta đó, thì có ngày chúng ta cũng bị nó sai xử chúng ta. Nên chúng ta tu tập là chúng ta phải nhận diện được phiền não. Rồi cái bản chất tâm bất thiện thứ ba đó là tâm si. Tâm si tức là cái tâm mà chúng ta không có phân biệt được thiện và ác. Chúng ta không có hiểu đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta là cái người gọi là ngu si, không có phân biệt được cái lẽ phải, lẽ quấy. Cái tâm đó gọi là tâm si. Và cái tâm mà chúng ta đã sống mà cứ phóng túng, chúng ta đó không có sự hiểu rõ, tức là cái bản chất mê mờ, và cái tâm nó cứ suy nghĩ làm cái tâm hồn chúng ta nó thờ thẳng ngớ ngẩn, thì cái bản chất đó cũng là bản chất tâm si. Và chúng ta đang chạy xe mà chúng ta chạy với tâm này, chúng ta dễ gây tai nạn. Thì ở đây chúng ta là cái người tu tập tới niệm xứ, là chúng ta phải quan sát cái trạng thái tâm gọi là si mê đó. Rồi trong đời sống của chúng ta đó, có nhiều loại phiền não mà sư muốn chỉ cho các Phật tử chúng ta thấy, để chúng ta quan sát, để chúng ta loại bỏ, để chúng ta không có nô lệ cho nó và nó không có sai sử chúng ta. Và trong đời sống của chúng ta có những cái tâm gọi là ganh tị. Thì tâm ganh tị đó chúng ta phải cần quan sát nó trong trường hợp nào. Chúng ta có bạn bè, có người quen, mà cái người bạn chúng ta làm ăn thì tốt, còn mình làm ăn thì nó thất bại, và chúng ta thấy cái người đó hơn mình cái mình cảm thấy mình khó chịu, hay người đó may mắn hơn mình, xinh đẹp hơn mình, tốt hơn mình đó, à, đi đâu cũng được người khác khen còn mình không ai khen đó, mình khởi lên cái tâm khó chịu, mình ganh tị. Thì cái tâm ganh tị này nó cũng một cái dạng tâm bất thiện. Thì bây giờ đó, chúng ta đó, sống mà chúng ta thấy có những cái tâm này đó, nó sanh khởi đó, chúng ta là cái hành giả tứ niệm xứ, thì chúng ta phải tập quan sát cái tâm ganh tị. Khi tâm ganh tị là chúng ta phải nhận diện, chúng ta quan sát có cái sự khó chịu, cái sự ganh tị nó như thế nào, chúng ta quan sát nó. Quan sát nó một cách hết sức là thư giãn thì nó sẽ biến mất. Còn nếu mà chúng ta không có tập quan sát cái tâm ganh tị đó, thấy người khác hơn mình, tốt hơn mình là mình cứ khởi cái tâm khó chịu, rồi mình cảm thấy mình bực mình ghét người ta, thì cái tâm đó là cái tâm ganh tị. Thì chúng ta tu tập đó là chúng ta phải nhận diện được cái bản chất của phiền não. Các vị thấy rằng ở đời này đó, có những người người ta làm tốt, nhưng mà có những người người ta cũng ghét, tại vì họ làm không được nên họ ghét. Thì cái tâm đó gọi là cái tâm ganh tị. Thì ở đây đó, chúng ta là một cái hành giả tu tứ niệm xứ đó, là chúng ta phải biết được cái phiền não ma, tức là những cái bệnh của mình. Hay là ở đời này chúng ta thấy rằng có những người đó, người ta làm được việc, người ta làm được lợi ích cho mọi người, hay là người ta có tài, người ta phát triển những cái kỹ năng của họ. Và chúng ta thì không có cái khả năng như vậy, mà chúng ta làm được, chúng ta phải hoan hỷ. Tại sao chúng ta phải ganh tị? Thì những cái tâm ganh tị đó, tức là những cái tâm bất thiện, là chúng ta trở thành một con người tiểu nhân. Thì giờ chúng ta tu tập, tức là có những cái tâm ganh tị này đó, thì chúng ta phải nhận diện được nó, và chúng ta quan sát, chúng ta xem cái sự tiến trình của nó, cái sự thay đổi của nó, và nó làm mình đau khổ như thế nào. Khi các vị khởi cái tâm ganh tị thì cái tâm các vị cảm thấy bất an, các vị không còn hạnh phúc nữa. Để giờ chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải tập quan sát những cái bản chất tâm này. Thì sư muốn chỉ ra những cái bệnh tâm của các vị, để cho các vị thấy là các vị mới quan sát được chứ. Rồi lần nữa, có những loại tâm mà chúng ta phải cần quan sát, chúng ta phải cần nhận diện được chúng. Đó là cái tâm ngã mạn. Chúng ta còn phàm thì
ai cũng có ngã mạn ít hay nhiều thôi, nhưng mà chúng ta phải quan sát được chúng và chúng ta đừng cho nó điều xử mình, và chúng ta đừng cho để cho nó đó điều động chúng ta, và chúng ta cứ phát huy cái tâm ngã mạn đó, chúng ta nô lệ cho nó, thì chúng ta trở thành một con người gọi là kiêu ngạo, và chúng ta không có cái tâm gọi là khiêm hà để chúng ta cố gắng để học hỏi thêm. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập đó là chúng ta phải nhận diện được cái tâm ngã mạn. Tại vì cái học của chúng ta nói chung nó rất là ít. Chúng ta đó có xem kinh, chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta xem kinh đó, chúng ta hiểu được lời dạy Đức Phật đó, chúng ta xem, chúng ta đọc kinh nhiều chừng nào, càng ngày chúng ta thấy chúng ta càng ngu. Chúng ta thấy chúng ta càng ngu là gì? Tức là khi mà chúng ta xem kinh, chúng ta hiểu được lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta cứ nghĩ hồi xưa giờ mình là giỏi, là hay. Nhưng khi chúng ta xem kinh rồi đó, chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật rất là thâm thí, rất là sâu rộng. Và chúng ta học cả đời này cũng chưa có thể học hết. Rồi khi chúng ta thực hành đó, tới niệm xứ cũng vậy, chúng ta thực hành đó, để dù chúng ta có kinh nghiệm đi nữa, mà cái sự kinh nghiệm chúng ta nó quá ít. Rồi khi nào mà chúng ta kinh nghiệm mà chúng ta đạt đến đạo quả A-la-hán, cái đó chúng ta mới cảm thấy là đủ. Còn giờ chúng ta còn phàm, mà cái sự kinh nghiệm chúng ta thật sự nó rất là ít ỏi. Chúng ta phải cần học hỏi và chúng ta phải cần phát triển thêm nữa. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bị cái tâm ngã mạn mà nó điều xử đó, thì chúng ta thấy từ cái hành động lời nói của chúng ta đó, thì nó rất là kiêu ngạo và ngã mạn. Thì cái sự khiêm hạ của chúng ta, cái sự khiêm tốn của chúng ta đó, cái sự học hỏi chúng ta nó không còn nữa. Thì giờ chúng ta là người tu tập đó, thì chúng ta cũng phải nhận diện được cái tâm ngã mạn này. Nói chung phàm thì ai cũng có cả, nhưng mà chúng ta phải biết, nếu mà chúng ta không có quan sát được cái tâm ngã mạn này, chúng ta học nhiều mà chúng ta không có thực hành tới niệm xứ, chúng ta không hiểu tâm đó, cái bản ngã chúng ta càng dữ dội. Và bản ngã chúng ta càng nhiều thì cái tâm sân chúng ta nó càng bộc phát mạnh. Tại chúng ta chấp vào cái bản ngã nhiều thì tâm sân chúng ta càng dữ dội. Đây là cái dạng phiền não. Khi nào đó mà chúng ta thấy rằng mình giỏi hơn người khác, mình đẹp hơn người khác, hay là mình tài hơn người khác, mình học thức hơn người khác, mình phong lưu hơn người khác, và trong lúc đó chúng ta so sánh, chúng ta thấy chúng ta là ngon đó, thì cái đó cái tâm ngã mạn nó sanh khởi. Thì cái đó chúng ta đó, là hành giả tu tứ niệm xứ, là chúng ta phải quan sát cái tâm ngã mạn. Thì khi chúng ta quan sát cái tâm ngã mạn, mỗi khi nó sanh khởi, chúng ta quan sát nhiều lần, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giảm dần và nó sẽ biến mất. Cho nên qua sư có trình bày về năm uẩn, các vị thấy đó, đâu có gì gọi là tự ngã của mình đâu. Cái sự kinh nghiệm của mình là tưởng thôi, cái sự kinh nghiệm đó mình nhớ lại, nó chỉ là tưởng thôi. Rồi có những loại tâm á, nó làm chúng ta đau khổ, tức là chúng ta lo lắng. Chúng ta đó sống mà chúng ta lo lắng nhiều quá, nó cũng đưa đến sự khổ đau. Chúng ta làm á, nói chung trong đời sống này chúng ta phải có trách nhiệm. Cái trách nhiệm nó khác, còn cái sự lo lắng nó khác. Cái chuyện đó chưa đến mà chúng ta đã lo lắng. Thì khi mà chúng ta lo lắng như vậy, nó làm cho tâm chúng ta nó bị dao động. Vì chúng ta đó đừng có nên lo lắng, hay là chúng ta lại sầu muộn nhiều. Thì chúng ta biết thực hành tới niệm xứ rồi đó, thì chúng ta biết rằng những cái tâm lo lắng này nó cũng là phiền não, thì chúng ta phải cần quan sát để chúng ta loại bỏ. Và khi chúng ta lo lắng thì chúng ta sẽ có sự sợ hãi. Chúng ta sợ cái này, chúng ta sợ cái kia, chúng ta sợ cái nọ đó, thì cái tâm sợ đó nó cũng là phiền não. Cho nên chúng ta tu tập tới niệm xứ là chúng ta phải quan sát cái tâm sợ hãi này. Khi nào chúng ta sợ ma đó, thì chúng ta biết rằng cái tâm sợ nó sanh khởi. Tại sao người khác người ta không sợ ma mà mình sợ ma? Tại vì cái tâm sợ nó sẽ nhát chúng ta. Mà chúng ta không có quan sát cái tâm sợ, thì chúng ta đồng quá với tâm sợ đó, cái tâm sợ nó sẽ phát triển mạnh.
và nó sẽ diễn đạt, và nó nghĩ đến ma hoặc là nghĩ đến những loài phi nhân, nhất là chúng ta ở trong bóng tối buổi khuya một mình đó, cái tâm sợ nó sanh lên và chúng ta không có chánh niệm thì nó sẽ suy diễn. Để cái tâm sợ này suy nghĩ đó, nó cũng chúng ta cũng dễ quan sát. Có những lúc mà sư ở trong chỗ rừng hay là ở chỗ vắng á, thì sư biết rằng là chỗ này nó hồi xưa là cũng có nhiều người, cũng thường gặp phi nhân đó. Thì khi đó sư vừa chỗ đó ở, cái tâm sư nghe nó lo lắng, nó sợ. Thì có những lúc thì khi mà sư thấy được cái tâm sợ đó, sư quan sát. Quan sát thì cái tâm nó giảm và nó biến mất. Còn nếu mình không có tu tập tới niệm xứ, cái tâm sợ nó sanh khởi là chúng ta cứ đồng hóa với nó, là chúng ta không có ở nó được, chúng ta cũng không ngủ nghỉ gì được hết. Thì cái tâm sợ ma nó cũng là cái tâm phiền não. Thì đây chúng ta tu tập á, là chúng ta cũng phải nhận dạng được, nhận diện được cái tâm sợ hãi. Chẳng hạn có hai cái điều sợ. Chẳng hạn như chúng ta sợ cái điều lỗi lầm á, tức là gọi là quý đó, chúng ta sợ đối với những cái điều ác như là thân ác, khẩu ác, ý ác. Thì cái điều sợ đó thì chúng ta nên phát triển. Tại vì chúng ta sợ những điều tội lỗi nên chúng ta không có làm. Còn có những điều không đáng sợ đó, tức là cái dạng bất thiện của tâm sân đó, thì chúng ta phải cần quan sát, chúng ta loại bỏ. Có những điều đáng sợ chúng ta không sợ, mà những điều không đáng sợ chúng ta lại sợ. Những điều tội lỗi chúng ta làm chúng ta không thấy sợ, chúng ta mạnh dạn chúng ta làm. Chúng ta có thể chửi mắng người khác chúng ta đâu có sợ. Chúng ta có thể đánh đập người khác chúng ta không sợ. Chúng ta sống với tham sân si chúng ta không sợ. Chúng ta mạnh dạn. Thì những cái điều này đáng sợ mà chúng ta không sợ. Còn những cái điều không đáng sợ chúng ta lại sợ. Chúng ta những điều nào không đáng sợ chúng ta lại sợ, tức là ma không đáng sợ chúng ta lại sợ. Thì đây là chúng ta tu tập đó, chúng ta phải nhận diện được cái bản chất, cái sự sợ hãi nó liên hệ đến tâm bất thiện, đó là tâm sân. Hay là chúng ta đó là một cái thí chủ làm lễ dân y, hay là chúng ta là một cái vị thí chủ làm chư tăng, bởi đó chúng ta tác bạch để dân bậc thật đến chư tăng, nhưng mà chúng ta sợ. Thì cái tâm sợ này nó ngăn cản chúng ta làm điều thiện. Thì những cái tâm sợ này chúng ta phải cần quan sát, chúng ta không để cho nó phát triển. Thì chúng ta thấy rằng có những điều đáng sợ mà chúng ta không sợ, mà những điều không đáng sợ chúng ta lại sợ. Rồi khi các vị đó muốn trình bày một cái điều gì tốt cho mọi người đó, thì chúng ta lại sợ, chúng ta không dám trình bày. Chúng ta sợ mọi người đánh giá hay này kia đó, thì cái sợ đó nó cũng là phiền não. Bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta phải thấy được những cái tâm sợ đó. Khi mà cái tâm sợ sanh khởi, các vị tập, chúng ta nhìn vào trong, chúng ta quan sát cái tâm sợ, để chúng ta xem cái diễn tiến nó như thế nào, và nó tác động tới cái tim chúng ta, nó đập mạnh, nó rung á. Tức là nó làm cái thân thể chúng ta rung, và có những người tai cũng rung đó. Tức là khi chúng ta rung rồi, cái tai chúng ta nó cũng rung. Hay là miệng chúng ta nói nó cũng lập bập, nó rung. Thì giờ chúng ta là cái người tu tập tới niệm xứ, thì chúng ta phải cần quan sát cái tâm sợ, là nó tác động tới cái tim mình đập mạnh như thế nào, rồi cái thân thể chúng ta đó, tay chúng ta nó rung như thế nào, để chúng ta quan sát. Thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái tâm sợ, tâm rung hại, sợ hãi đó, thì nó sẽ yếu dần nó sẽ tăng đi. Và nếu mà chúng ta không có quan sát đó, thì chúng ta đồng quá với tâm sợ đó, bắt đầu nó rung nhiều và bắt đầu nó suy diễn. Mình đang đứng trước diễn đàn giữa hội chúng mà cái rung quá, bắt đầu cái tâm chúng ta nó sợ hãi, nó bắn loạn, chúng ta không có chánh niệm á, bắt đầu chúng ta không còn biết gì để nó nói nữa. Thì ở đây chúng ta đó, tu tập tức là chúng ta phải nhận diện được cái bản chất của phiền não. Tại vì mỗi người ai cũng có cái nghiệp riêng hết á. Có những người thì người ta sanh ra, người ta rất là dạn dĩ trong giữa đám đông, ta có thể thuyết trình bày cái này cái kia, đó là cái nghiệp thiện người này, tức là người này không có cái nghiệp rung. Còn có những người thì do cái nghiệp quá khứ đó, nên mình sanh ra mình còn cái tính chất đó,
tức là cái tánh bẩm sinh của mình đó, mình sanh ra mình nhút nhát, mình sợ hãi, thì đó cũng là cái nghiệp của mình tạo trong quá khứ. Thì mỗi người chúng ta tạo cái nghiệp khác nhau mà, thì ai cũng có những cái khuyết điểm cả, ai cũng có những cái tánh hư tật xấu mà do phàm phu chúng ta đã khuôn tập trong quá khứ. Có những người chúng ta thấy rằng tham nhiều nhưng mà sân ít, si ít. Những người chúng ta thấy họ sân rất là dữ dội nhưng mà họ tham ít, là si ít. Và có những người đó thì si nhiều nhưng mà tham ít, sân ít. Mỗi người chúng ta có mỗi cá tánh. Có những người chúng ta thấy rằng cái tánh họ tham đó, cái gì họ cũng muốn, cái gì họ cũng muốn gom vô cả. Họ thích cái này, họ thích cái kia. Nhưng mà cái người này lại họ ít nóng giận, ít có si mê. Nhưng có hạng người chúng ta thấy rằng đó, họ dễ dàng để bố thí, để chia sẻ, ít có tham, ít có dính mắc. Nhưng mà cái tánh họ rất là nóng nảy, bực mình. Ở chút xíu là họ nổi nóng, họ giận hờn, họ tức tối. Thì chúng sanh này tức là cái nghiệp sân nặng, nhưng mà tham ít, nhưng mà si ít. Thì có những người chúng ta thấy rằng á, cái tham họ cũng ít và cái sân họ cũng ít, họ hết nổi nóng nhưng mà si mê nhiều. Tức là không có phân biệt tốt xấu, thiện ác. Có những lúc mà chúng ta giải thích cho họ hiểu về cái vấn đề đó cả nửa tiếng đồng hồ họ cũng chưa hiểu được. Và họ không có nhận thức được cái cách sâu sắc á, thì những người này tức là si nhiều nhưng mà tham ít và sân ít. Có những người chúng ta thấy chúng ta nói tới họ nhưng mà họ cũng không có nổi nóng. Hay là họ cuộc sống cuộc đời này họ ít có mà lại ham muốn nhiều lắm. Nhưng mà cái người này họ rất là si. Cái sự nhận thức của họ rất là chậm lục. Và họ tu tập cũng vậy. Họ không có hiểu gì hết cả. Thì những người này tức là nặng về cái tánh si. Thì nói chung chúng ta sanh ra đời đó thì ai cũng có tham sân si, ngã mạn, ganh tị hoặc là sợ hãi. Nhưng mà tùy theo mỗi người chúng ta đó tạo nghiệp trong quá khứ, nhưng mà cái nào nó nổi bật đó. Thì giờ chúng ta tu tập đó, để chúng ta thấy được những cái bản chất của phiền não. Rồi khi đó chúng ta ghi nhận và chúng ta sẽ loại trừ đó. Tức là những cái này là do nghiệp quá khứ chúng ta tạo. Nghiệp chúng ta có thể là chuyển hóa được chứ không phải là nghiệp nó là cố định. Mỗi người chúng ta sanh ra đời đều là do nghiệp chúng ta tạo. Chúng ta tham nhiều cũng do nghiệp chúng ta tạo. Chúng ta sân nhiều cũng do nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ. Chúng ta si nhiều cũng do nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ. Và chúng ta đó, ngã mạn nhiều cũng do nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ. Chúng ta sợ hãi nhiều cũng do nghiệp chúng ta tạo trong quá khứ. Thì tất cả đều do nghiệp chúng ta tạo mà. Và bây giờ chúng ta đó không có thực hành tứ niệm xứ, mà những cái nghiệp ác này chúng ta tạo nó trở thành thói quen rồi, cái cá tánh của mình rồi đó. Bây giờ chúng ta lại không biết tu tập, chúng ta phát triển thêm, thì tham bắt đầu sẽ lớn mạnh, sân sẽ lớn mạnh, si sẽ lớn mạnh, ngã mạn sẽ lớn mạnh và sợ hãi sẽ lớn mạnh và tà kiến sẽ lớn mạnh. Thì cái đó nó sẽ điều xử chúng ta trở thành một con người xấu ác, trở thành một chúng sanh hạ liệt. Và chúng ta chỉ tạo những ác nghiệp thôi. Thì các vị thấy rằng khi mà các vị bị tham, bị sân, bị si chi phối, có khi nào các vị làm thiện không? Khi mà các vị đang ham muốn nhiều, các vị đang có tâm ô nhiễm đến vợ con người khác, tài sản người khác, chúng ta tham ăn, tham danh, tham lợi, có nào các vị làm thiện không? Có nào các vị nghĩ tốt cho người khác hay không? Không, tại vì cái bản chất tâm bất thiện á, thì nó chỉ đưa đến khổ mình, khổ người thôi. Rồi khi mà các vị khởi cái tâm sân giận lên đó, các vị có khi nào mà các vị nghĩ tốt cho người hay không? Hay là các vị có tình thương đối với người khác hay không? Không. Tức là khi mà chúng ta khởi tâm sân lên là đưa đến sự thù ghét, quan trái, tức tối giận hờn. Rồi khi mà chúng ta khởi tâm si, mà tâm si nó chi phối chúng ta đó, chúng ta không còn phân biệt thiện ác, đúng sai đó. Đúng chúng ta tưởng là sai, sai chúng ta tưởng là đúng. Chánh pháp chúng ta tưởng là tà pháp, mà tà pháp chúng ta tưởng là chánh pháp. Thiện chúng ta tưởng là ác, mà ác chúng ta tưởng là thiện. Thì cách xử lý chúng ta nó vụng về, đưa đến khổ mình, khổ người. Thì chúng ta thấy rằng khi nào chúng ta bị tham, bị sân, bị si chi phối đó, thì những cái hành động, lời nói và tư tưởng của chúng ta chỉ đem đến đau khổ cho chúng sanh khác và đau khổ cho bản thân mình. Và khi mà chúng ta bị tham, sân, si chi phối, những cái hành động, lời nói chúng ta đó, tư tưởng chúng ta đó, và chúng ta làm đau khổ người khác, và sau này bắt đầu chúng ta nghĩ lại chúng ta cảm thấy hối hận,
Thì đây đó, chúng ta tu tập là chúng ta phải nhận diện được những cái kẻ thù phiền não mà nó hại chúng ta là nhiều đời. Thì trong đời sống này đó, chúng ta thấy rằng á, thật sự ra cái người khác á, chỉ là một cái sự tác động nhỏ thôi. Chứ nói chung cái nỗi khổ và niềm đau á, chính là do tham sân si. Chẳng hạn giờ các vị ngồi đây mà sẽ đến sẽ chửi các vị, thì sẽ chửi các vị đó. Nhưng mà các vị là cái người có tu tập, các vị hiểu, nên các vị không có khởi tâm sân. Các vị biết tâm sân là khổ, các vị không có khởi tâm sân. Thì khi mà các vị không khởi tâm sân đó, thì cái đó các vị đâu có khổ. Các vị vẫn bình yên, tĩnh lặng. Và nếu có thể chúng ta tu tập đến giai đoạn mà phát triển cái tâm thiện chúng ta cao, chúng ta còn có khởi tâm từ, mát mẻ, thương chúng sanh đó nữa, thì như vậy chúng ta đâu có khổ. Còn khi mà sư bây giờ sư chửi các vị, các vị mới khởi cái tâm sân, các vị nóng đùng đùng, các vị giận hờn, các vị ganh ghét, vậy trong lúc này ai làm các vị khổ? Tức là cái tâm sân nó làm các vị khổ. Thì cái tâm sân nó làm chúng ta khổ, thì kẻ thù phiền não là cái tâm sân của mình. Thì trong đời sống là chúng ta đau khổ là do tham sân si, tà kiến, ngã mạn, ganh tị, sợ hãi, thất vọng, buồn lo. Thì đây là những cái bệnh của chúng sanh. Thì giờ chúng ta đến giáo pháp này, Đức Phật chỉ những cái bệnh của chúng ta, là Ngài mới cho chúng ta một cái giải pháp, tức là đưa thuốc cho chúng ta uống để chúng ta trị lành những cái bệnh tật của chúng ta. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp tứ niệm xứ đó, để chúng ta thanh lọc những cái phiền não tham sân si, để chúng ta phát huy những cái thiện tâm. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta có chánh niệm thường xuyên đó, thì những chánh niệm nó sẽ tạo ra tâm vô tham. Khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta không có thể nào tham đắm tài sản người khác, chúng ta không thể nào có cái ý nghĩ để phá hại gia can người khác, chúng ta không có dính mắc, không có tham ăn, không có tham danh tham lợi. Thì trong lúc mà các vị chánh niệm nó thuộc về tâm thiện mà, thì cái tâm chúng ta sẽ có sự bình an. Trong lúc đó chúng ta có tâm vô tham. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta tu tập á, lâu ngày cái tâm thiện, tức là cái tâm vô sân á, cái tâm chúng ta có chánh niệm nó tạo ra sự bình an mát mẻ, và chúng ta sẽ có lòng từ đối với chúng sanh khác. Đó là cái tâm thiện và cái tâm vô sân. Và khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta tu tập lâu ngày đó, chúng ta có sự kinh nghiệm, chúng ta có sự hiểu biết về nhân quả và cái thân và tâm này, cái bản chất của thân tâm, thì đó chúng ta có trí tuệ, tức là chúng ta có tâm vô si. Thì khi chúng ta có tâm vô si thì chúng ta sẽ nhận thức được thiện ác đúng sai, và chúng ta cần nên làm gì, chúng ta cần nên nói gì, và chúng ta cần suy nghĩ gì. Và có những lúc chúng ta biết cái điều đó là tốt, nhưng mà chúng ta thấy trong lúc này làm chưa hợp thời. Cái lời nói chúng ta là thiện đó, nhưng trong lúc này chúng ta thấy rằng chúng ta nói chưa có hợp thời, chúng ta chưa nói. Thì tức là chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ biết được tốt và xấu, hợp thời hay không hợp thời. Chẳng hạn khi chúng ta có trí tuệ đó, thì cái cách ứng xử và hành xử chúng ta nó sẽ tốt hơn khi mà chúng ta sống với những cái tâm bất thiện. Ngày giờ xin nói thí dụ, pháp của Đức Phật là tốt đó, hay là chúng ta học những điều hay lẽ phải đó, cái điều đó là tốt, thì chúng ta cũng có thiện tâm, chúng ta muốn chia sẻ cho người khác hiểu. Nhưng mà chúng ta phải chia sẻ phải đúng thời. Chứ mà chúng ta chia sẻ phi thời đó, có thể không khéo chúng ta sẽ làm khổ chúng sanh khác. Chẳng hạn giờ sư, ví dụ sư đi đến nhà Phật tử, trong lúc Phật tử đang lo việc giống như là nấu ăn hay là giặt đồ vân vân, các vị đang bận bịu công việc mà sư đây, sư lại đến, sư đứng đó sư thuyết pháp cho các vị nghe, thì ở đó các vị cũng có quan hỷ, các vị còn khởi, những lúc các vị khởi cái tâm phiền hà. Nếu ông sư này là lúc nào cũng thuyết pháp cả, lúc nào cũng nói cả, thì ở đây đó, khi mà chúng ta có trí tuệ, tuy rằng chúng ta là cái người học rộng hiểu nhiều, chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta biết khi nào chúng ta nói và khi nào chúng ta không cần nói. Để khi chúng ta có trí tuệ đó, thì chúng ta làm cái gì nó cũng được khéo léo và tốt đẹp cả. Thì đây, khi chúng ta tu tập tính niệm xứ, chúng ta quan sát thân và tâm này đó,
lâu ngày cái trí tuệ nó sanh khởi, và khi chúng ta có trí tuệ rồi đó thì chúng ta sẽ hiểu một cách chín chắn, và cái cách hành xử của chúng ta nó sẽ tốt đẹp, đem đến lợi mình lợi người. Có những lúc mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta làm điều đó chúng ta tưởng đâu là tốt, nhưng mà đem đến đau khổ cho người khác mà chúng ta không biết. Tại vì thiện á, cái thiện mà có trí lúc nào cũng tốt hơn là cái thiện lý trí cả. Phải có đức, phải có tài, hai cái này nó phải viên dung với nhau, đức tài nó phải viên dung. Thì trong Phật giáo cũng vậy đó, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn á, có một cái ăn đức gọi là Sugato, tức là bậc thiện thệ đó. Tức là Ngài thuyết pháp, Ngài tùy lúc, tùy nơi, tùy thời, tùy chúng sanh, chứ không phải là lúc nào Ngài cũng thiết, không phải là chúng sanh nào Ngài cũng thiết như vậy. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta có trí tuệ rồi đó thì chúng ta sẽ biết, chẳng hạn giờ chúng ta đã là cái người học pháp, hiểu pháp, hay là chúng ta là cái người thành thiền, chúng ta có kinh nghiệm, nhưng chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người thì chúng ta phải biết trong cái thời điểm nào là hợp thời và cái thời điểm nào chúng ta không cần nói. Thì chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta biết cách để mà hành xử nó tốt. Nên chúng ta tu lâu ngày đó, chúng ta có trí tuệ, cái nhận thức chúng ta nó sẽ cao. Chúng ta sống với người đó thì chúng ta biết cái tâm tánh họ muốn gì và họ cần gì. Rồi chúng ta đó, sống mà chúng ta thấy người đó họ không hoan hỷ thì chúng ta cũng nhận biết nữa. Nên chúng ta là hiểu để chúng ta không có làm như vậy nữa. Thì đây đó, chúng ta tu tập chánh niệm đó, tức là phát huy tới niệm xứ, thì lâu ngày chúng ta sẽ có trí tuệ, chúng ta sẽ có cái tâm bô si. Và cái tâm bô si vi chúng ta có rồi thì cách hành xử chúng ta khéo léo sẽ đưa đến lợi ích cho mình, cho người. Rồi khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ lâu ngày đó, chúng ta nhận diện được phiền não rồi đó, thì chúng ta sẽ có cái tâm gọi là khiêm hạ. Tại vì khi chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, có những lúc chúng ta quan sát, chúng ta thấy có những cái tư tưởng hay những cái kinh nghiệm, những cái buồn vui hay là những cái gì mình hiểu biết, mình quan sát mình thấy nó cũng mắc, nó không có ai trong đó hết, thì sau này chúng ta sẽ không có ngã mạn nữa. Tại vì chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta học rộng hiểu nhiều, chúng ta hiểu sâu về kinh điển, hay là chúng ta có những cái sự kinh nghiệm nghiệm trong cái lúc tu thiền á, chúng ta thấy cái kinh nghiệm này nó đủ duyên, nó sanh và hết duyên, nó cũng mất, nó không có tồn tại mãi. Và cái đó nó cũng phải của mình, không có gì để mình hãnh diện hay là mình tự khoe tự ngã đối với những gì mình có được. Thì khi chúng ta tu tập tới niệm xứ, chúng ta có chánh niệm á, thì chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất pháp, là chúng ta thấy cái pháp là vô ngã, nên chúng ta không có sự ngã mạn. Chúng ta diệt đi cái tâm ngã mạn, chúng ta sống với tâm khiêm hạ. Rồi chúng ta tu tập tới niệm xứ đó, thì tâm chúng ta có sự định tĩnh, và chúng ta an trú thường xuyên, chúng ta quan sát thường xuyên, thì cái tâm chúng ta ít có dao động. Rồi chúng ta tu tập tới niệm xứ đó lâu ngày thì chúng ta thấy được cái tâm sợ hãi, thì cái tâm chúng ta nó không có sợ hãi và nó sợ bình yên. Thì đây đó, chúng ta tu tập tứ niệm xứ là để chúng ta phát triển những cái thiện tâm. Tâm vô tham, vô sân, vô si, tâm khiêm hạ và cái tâm gọi là định tĩnh. Và cái tâm chúng ta an ổn, chúng ta không có sợ hãi. Thì đó, chúng ta tu tập á, là đầu tiên á, là chúng ta phải nhận diện được phiền não trước. Ở khi chúng ta nhận diện được phiền não rồi đó, phiền não biến mất, thì tự nhiên những tâm thiện nó sẽ sanh thôi. Khi nào không có bóng tối thì sẽ có ánh sáng. Khi có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối. Khi nào mà chúng ta đó có chánh niệm, chúng ta loại trừ trong cái sát na hiện tại đó là tham sân si tà kiến ngã mạn ganh tị hay là sợ hãi đó, thì trong lúc mà chúng ta chánh niệm á, chúng ta có sự hiểu biết, thì tâm vô tham sẽ có mặt, tâm vô sân sẽ có mặt, tâm vô si sẽ có mặt, tâm khiêm hạ sẽ có mặt, và những cái tâm mà an tịnh sẽ có mặt. Thì cái tâm thiện á, thì nó sẽ sanh khởi, nó sẽ hòa hợp với nhau. Còn tâm bất thiện á, thì nó giống như là cái bọn của nó đi chung. Tâm bất thiện thì nó chơi với tâm bất thiện, và tâm thiện thì nó sẽ giao du với tâm thiện. Nên chúng ta tu thiền á, là gì? Để chúng ta đó, nhận diện được phiền não, chúng ta loại trừ phiền não, và từ đó tâm thiện nó sẽ phát sanh.
Và khi tâm thiện phát sanh đó, thì chúng ta sẽ được an ổn, chúng ta sẽ được an tịnh, chúng ta sẽ được an vui, và thân chúng ta sẽ phát triển điều thiện, miệng chúng ta sẽ nói điều thiện, và ý chúng ta sẽ suy nghĩ điều thiện. Chúng ta tu là tu như vậy thôi, chứ không có gì lạ cả. Khi nào mà các vị tu mà các vị thấy tham bớt, sân bớt, si bớt, tà kiến bớt, ngã mạn bớt, ganh tị bớt, sợ hãi bớt, thì chúng ta thấy chúng ta có sự tiến. Nhưng chúng ta không mong cầu thì đắc đạo cả. Đắc đạo thì đủ duyên chúng ta đắc. Chúng ta khỏi cần mong cầu. Khi nào đủ duyên là nó sẽ tự đắc rồi. Còn giờ chúng ta tu mà chúng ta xem xét lại. Trong thời gian qua đó, mình tu, biết tu thiền, mình biết về Phật giáo, thì mình coi cái hành xử và cái bản chất tâm của mình, tham, sân, si, tà, kiến, ngã, mạn, ganh, tị, nó có đoạn giảm bớt hay không. Thì chúng ta tu mà chúng ta thấy nó giảm nhiều thì chúng ta đỡ khổ nhiều, mà nó đoạn giảm ít thì chúng ta đỡ khổ ít. Và khi mà chúng ta diệt hết tất cả thì chúng ta hết khổ. Thì đây đó, chúng ta đến đạo Phật đó, thì chúng ta phải cần hiểu rằng đó, cái cốt lõi của Phật giáo mà Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, tức là Ngài muốn truyền dạy về cái phương pháp tứ niệm xứ. Khi mà những chúng sanh nào biết về tứ niệm xứ đó, tức là chúng sanh đó thực hành đó, thì sẽ được an ổn về nội tâm, và chúng sanh đó sẽ phát triển những điều lành điều thiện, và chúng sanh đó tương lai sẽ giác ngộ và sẽ chấm dứt cái sự tái sanh trong tương lai. Chúng ta tu tứ niệm xứ đó, trong kiếp này chúng ta chưa đắc được đạo quả thì nhiều kiếp sau chúng ta cũng đắc. Cho nên đó, chúng ta tu tứ niệm xứ đó, thì đại sư muốn khuyên các Phật tử chúng ta đó, khi mà chúng ta biết về cái phương pháp này rồi, không phải chỉ khi đến chùa chúng ta mới chánh niệm, hay là đến trường thiền chúng ta mới chánh niệm, mà chúng ta phải tập ứng dụng trong đời sống. Tại vì phiền não lúc nào nó cũng có mặt cả, nếu mà chúng ta không biết thực hành tứ niệm xứ. Các vị về nhà đi, các vị thấy cái phiền não bắt đầu nó sẽ bộc phát. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy rằng phiền não nó không có tha thứ cho chúng ta bất cứ lúc nào cả. Thì bây giờ chúng ta phải ứng dụng, lấy cái áo giáp, tức là chánh niệm, để chúng ta tu tập trong cái đời sống này, ứng dụng trong cái cuộc sống này. Thì khi mà các vị tu tập trong đời sống đó, thì chúng ta nhận thức được phiền não đó, thì chúng ta sẽ nhìn được phiền não nó rõ vô cùng. Cho nên đó, khi mà chúng ta đến chùa trong thời gian qua đó, đại sư có chỉ cho các vị trong lúc ngồi thiền thì các vị quan sát hơi thở, các vị quan sát tiếng động, các vị quan sát phòng xẹp, các vị quan sát cái đau, các vị quan sát suy nghĩ, các vị quan sát tâm sân. Thì trong lúc ngồi là chúng ta quan sát những cái đối tượng đó. Rồi sau này chúng ta ngồi lâu rồi chúng ta sẽ khám phá được nhiều loại tâm khác. Đi kinh hành đó, sẽ hướng dẫn cho các vị quan sát về mỗi cái bước chân, rồi quan sát về cái sự cứng mềm ở dưới lòng bàn chân, rồi cái sự chuyển động của thân thể của mình, và cái tư thế mình đi như thế nào mình biết rõ. Trong lúc đi chúng ta có suy nghĩ, hoặc có buồn vui, hoặc là tâm khó chịu, chúng ta cũng quan sát. Đó là cách mà chúng ta đi thiền hành. Thì bây giờ chúng ta đi về nhà cũng vậy, chúng ta cũng phải ứng dụng. Khi các vị làm công việc, các vị cũng phải tập quan sát. Trong lúc mà chúng ta làm việc, nếu mà tay chân chúng ta đó cử động nhiều thì chúng ta phải quan sát về cái tay của chúng ta. Tay chúng ta cầm cái gì đó đưa đến chúng ta biết rõ. Tay chúng ta đưa qua trái chúng ta biết rõ, đưa qua phải chúng ta biết rõ. Tức là chúng ta quan sát về những cái cử chỉ của tay chúng ta đó, cái sự chuyển động của nó. Thì trong lúc đó chúng ta cũng có thể chánh niệm được. Hay là chúng ta làm cái thân chúng ta di chuyển đó, cái sự di chuyển của thân đó, chuyển động như thế nào, cái tư thế như thế nào chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ. Thì khi chúng ta quan sát cái cử chỉ hay là cái chữ chuyển động của thân rồi, chúng ta cũng phải tập coi tâm mình trong lúc đó nó như thế nào. Tâm mình nó có làm, nó mong muốn cái gì hay không, hay là nó cảm thấy bất mãn trong lúc đang làm hay không. Thì chúng ta cũng phải tập cái quan sát cái tâm đó. Tâm mình trong lúc này làm đang với sự bất an, chúng ta quan sát cái tâm bất an đó. Thì trong lúc đó các vị cũng vẫn chánh niệm được vậy. Các vị cái tập chánh niệm như vậy đó, thì cái chánh niệm của các vị mỗi ngày nó sẽ tiến bộ và nó sẽ già dặn.
Còn bây giờ chúng ta đến đây chúng ta hành thiền mà về chúng ta bỏ, chúng ta không hành nữa thì suy nghĩ các vị quên hết. Các vị có tu lại khó. Và khi nào các vị mà làm á, sinh hoạt trong cái đời sống á, mà các vị bận công việc thì các vị hãy tập quan sát cái thân của các vị và nhìn tâm các vị. Là khi nào chúng ta rảnh rang á, chúng ta không có làm việc thì có thể chúng ta ở trong phòng thì chúng ta có thể chúng ta ngồi thiền. Rồi khi nào chúng ta mệt thì chúng ta nằm, chúng ta cũng phải tập chánh niệm. Tức là thiền không phải là chỉ trong chùa hay là trong thiền viện, mà thiền tức là chúng ta có thể ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi. Chỗ nào mà chúng ta quan sát, chúng ta biết chánh niệm thì ngay chỗ đó có thiền. Thì suy nghĩ rằng á, thì chúng ta đã biết được cái phương pháp nên chúng ta về chúng ta cũng phải cố gắng ứng dụng. Khi mà các vị đó về đó, mà các vị cố gắng các vị ứng dụng, các vị sẽ thấy được phiền não, hiểu được các vị đó, thì cái niềm tin của các vị đó sẽ mạnh và các vị sẽ tha thiết trong cái vấn đề hành thiền. Và sau này đó chúng ta có sự kinh nghiệm rồi đó thì chúng ta nghĩ rằng không có gì quý báu bằng thiền, và chỉ có thiền giúp cho ta được giải tỏa phiền não, chỉ có thiền giúp cho chúng ta được an ổn, và chỉ có thiền giúp cho ta được hạnh phúc thôi. Khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta có sự kinh nghiệm rồi đó, khi nào chúng ta ngồi thiền á, mà cái sự an lạc nó đến nhiều đó, tâm chúng ta hết sức là yên ổn, tâm chúng ta hết sức là an lạc, tâm chúng ta có sự hiểu biết rất là sâu sắc, thì nó tạo ra cái sự bình an, cái sự hiểu biết, cái tâm chúng ta nó khởi lên sự hoan hỷ. Thì cái sự hoan hỷ hạnh phúc đó, thì chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc thế gian nó không bằng. Thì khi mà chúng ta trải nghiệm được cái sự hạnh phúc này rồi đó, thì chúng ta mới trân quý thiền, và chúng ta thấy rằng chỉ có thiền là cái chỗ nương tựa cho mình. Cho nên Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo á, phải nương tựa nơi chính mình, phải nương tựa nơi giáo pháp. Tức là phải, tức là ở đây chúng ta phải cần hiểu, Đức Phật dạy cho những vị tỳ kheo phải nương tựa nơi tứ niệm xứ. Tức là phải luôn luôn chánh niệm, an trú vào thân thọ tâm pháp. Và khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng á, đại sư trình bày về vấn đề này cho người cư sĩ chúng ta, sau này chúng ta có tu chúng ta không có bị hoang mang hay là chúng ta cảm thấy nghi hoặc. Thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn, là chúng ta biết rằng á, trong lúc chúng ta hành thiền á, thì đối tượng nào cũng là đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta cũng không có bất mãn, chúng ta cũng không có mơ tưởng, cũng không có mong cầu cái gì. Cho dù những cái hiện tượng nào xuất hiện, cho dù hào quang có xuất hiện hay là có một cái hình ảnh Đức Phật xuất hiện, thì chúng ta thấy nó cũng có quan trọng, tại vì nó cũng là tưởng tạo ra thôi, cũng là những cái tâm chúng ta tạo ra chứ nó không có thiệt. Thì chúng ta cũng biết cái đó, chúng ta cũng quan sát, là chúng ta cũng có mừng rỡ, chúng ta cũng có thích thú. Đó là cái chân chánh trong lúc chúng ta thiền tứ niệm xứ. Và khi mà chúng ta hành thiền có những cái hiện tượng gì mà nó đau đớn hay là sợ, những cái hình ảnh cho dù nó có gây sợ như thế nào, chúng ta thấy nó cũng bình thường, nó cũng là do tâm nó tạo ra thôi. Chúng ta cũng không có sợ hãi, nó đến là nó cũng biến mất. Thì chúng ta thấy rằng cho dù bất cứ hiện tượng nào, chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta quan sát thôi. Chúng ta cũng không mong cầu cái gì, chúng ta cũng không bất mãn cái gì. Đó là cái thái độ đúng của người thực hành tứ niệm xứ. Trong 16 tầng tuệ đó, cái tuệ mà sanh diệt đó, cái tuệ đó, cái người mà họ tu đến đây họ thấy có hào quang này, thấy cái thân mình nó nhẹ, có thể nó bay bổng này, và thấy rằng cái niệm mình nó rất là sắc bén. Nói chung á, cái tâm họ cỡ đó nó rất là an ổn. Thì chúng sanh này tưởng đâu là mình đắc đạo, nhưng đó chỉ là do cái tâm á, nó do mình tu tập đúng rồi, cái trạng thái tâm rồi những cái hiện tượng nó hiện ra thôi. Và nếu cái hành giả nào lại nghĩ rằng mình đã đắc đạo hay là đắm nhiễm vào cái này đó, thì cái hành giả này sẽ đứng ở đây, không có tiếp tục tiến lên những cái tầng tuệ khác và để đạt đến niết bàn. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ á, thì chúng ta phải nhớ một điều á, trong lúc chúng ta ngồi chúng ta thấy không có gì quan trọng cả, cái gì cũng là hiện tượng, nào cũng là đối tượng, nó đến nó ra đi thôi. Chúng ta hãy bình thản đối với tất cả đối tượng. Đó là cái thái độ đúng. Còn các vị tu mà các vị mơ tưởng cái này, các vị mơ tưởng cái kia, các vị nghĩ tới cõi trời, các vị tưởng đến cái hào quang gì đó, các vị tu về thời gian các vị bị loạn tâm. Nên chúng ta tu chúng ta phải có sự hiểu đúng.
Đó là cái cách chúng ta tu. Rồi các Phật tử chúng ta tu, chúng ta tu thiền tứ niệm xứ đó, là chúng ta phải hiểu rằng đó, không phải chúng ta chỉ biết trong một xứ, đó là cái xứ nào mà chúng ta đã tu tập đó, thì chúng ta sẽ lão luyện trong xứ đó, nhưng mà chúng ta vẫn biết những cái xứ khác. Chứ chúng ta không hiểu sau này đó, chúng ta lại nghĩ rằng mình tu như vậy có đúng hay không. Chẳng hạn giờ chúng ta đó, là cái hành giả niệm thân, chúng ta quan sát phòng xẹp hơi thở đó. Chúng ta không phải chỉ có phòng xẹp hơi thở. Nếu mà chúng ta chỉ có phòng xẹp hơi thở không, định nó không ra định, mà quán nó không ra quán. Và chúng ta cũng phải quan sát về những cái sự chuyển động của thân, hay là trong lúc mà chúng ta đi đó, chúng ta biết cứng mềm, hay là từng bước chân chúng ta bước. Có nghĩa là chúng ta phải biết nhiều đối tượng. Và trong lúc mà chúng ta đang quan sát phòng xẹp đó, cái tâm sân chúng ta nó khởi lên đùng đùng, cái đó chúng ta cũng phải ghi nhận cái tâm sân. Thì chúng ta ghi nhận cái tâm sân gọi là tâm quán niệm xứ. Tại vì trong lúc mà cái tâm sân nó sanh lên dữ dội quá, cái này phòng à, xẹp à, chúng ta quan sát còn tâm sân không à. Đâu phải chúng ta phát huy chánh niệm. Thì trong lúc đó chúng ta phải quan sát tâm sân. Lấy tâm sân làm đối tượng, chúng ta quan sát tâm sân, tức là tâm quán niệm xứ. Chúng ta ghi nhận là chúng ta buông, chúng ta trở về phòng xẹp, phòng xẹp. Thì các vị ghi nhận tâm sân, tức là quý vị đang quan sát về tâm quán niệm xứ. Thì chúng ta đang theo dõi phòng xẹp chúng ta niệm thân đó. Mà có một cái nỗi buồn hay niềm vui sanh khởi là chúng ta phải quan sát niềm vui hay nỗi buồn. Thì trong lúc mà chúng ta quan sát niềm vui hay nỗi buồn nó mất rồi đó, chúng ta mới trở về phòng xẹp. Thì chúng ta không quan sát niềm vui hay nỗi buồn á, thì những cái phiền não này nó sẽ làm chúng ta dao động và chúng ta sẽ bị phóng túng. Thì chúng ta quan sát buồn vui xong rồi chúng ta mới trở về phòng xẹp, trở về cái lãnh vực của mình, niệm thân. Thì khi mà chúng ta quan sát buồn vui đó là trong lúc đó chúng ta đang tu tập, chúng ta đang quán về thọ quán niệm xứ. Chúng ta tu vậy chúng ta mới tiến được, chứ không phải là chúng ta chỉ có biết phòng à, xẹp à, chỉ biết hơi thở vào, hơi thở ra. Như vậy là chúng ta đã thực hành sai rồi, cũng không có đúng với kinh điển. Chúng ta đang quan sát phòng xẹp hay là hơi thở, có một cái đau nó phát sanh dữ dội, cái đó chúng ta không thể nào quan sát phòng xẹp được. Tại cái đối tượng đau nó nổi trội, chúng ta phải ghi nhận cái đau. Thì cái đau đó giảm rồi chúng ta mới trở về phòng xẹp. Thì cái đau đó là thọ quán niệm xứ. Cho nên á, chúng ta tu tập á, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải mở rộng tâm. Và chúng ta chuyên về cái lĩnh vực, chúng ta niệm thân á, chúng ta chuyên sâu về đất nước lửa gió. Chúng ta chuyên sâu về đi đứng nằm ngồi, chúng ta chuyên sâu về phòng xẹp hơi thở. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết những cái lĩnh vực khác. Rồi những người cư sĩ, có những người chúng ta tu niệm thọ đó, chúng ta lại chỉ có thọ khổ, chúng ta quán cái đau. Chúng ta cho rằng quán cái đau để thấy được khổ. Cái người mà ta không tu tứ niệm xứ, đau người ta cũng thấy khổ vậy. Nhưng mà những cái người mà không tu tứ niệm xứ, họ đau thấy khổ là thấy bằng tâm sân. Và chúng ta tu thọ quán niệm xứ, chúng ta quan sát cái đau mà chúng ta không thấy tâm sân, chúng ta đang phát triển phiền não. Chúng ta biết bằng tâm sân, chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta biết sự khổ. Cái khổ đó không phải là chúng ta biết sự khổ. Chúng ta đang phát triển phiền não. Thì ở đây đó, chúng ta mà muốn thấy được sự khổ, cho dù cái sự an lạc đến chúng ta thấy cũng khổ, cho dù cái quan hỷ đến chúng ta cũng thấy khổ, cái sự bình thản đến chúng ta cũng thấy khổ, mà cái sự đau khổ đến chúng ta cũng thấy khổ, nó khổ giống như nhau. Thì như vậy chúng ta mới gọi là cái người thấy khổ, thấy trong tâm tướng. Tức là khi mà chúng ta nhận thức được vô thường, cái gì vô thường nó có sự bức bách, nó áp đảo, thì cái đó có bản chất là khổ. Và chúng ta thấy được cái sự áp đảo của vô thường á, thì cái đó mới gọi là cái người thấy khổ. Thì đây á, chúng ta tu thọ đó, quán niệm xứ là chúng ta phải quan sát về thọ khổ, chúng ta phải quan sát về thọ lạc, chúng ta phải quan sát về thọ hỷ của tâm, chúng ta phải quan sát về thọ xả, chúng ta phải quan sát về thọ u. Thọ u nó liên hệ đến tâm sân, nó là phiền não mà. Thọ hỷ nó liên hệ đến tâm tham, nó là phiền não mà. Thọ xả nó liên hệ đến tâm si. Có những loại thọ hỷ tham, có những loại thọ u sân, có những loại thọ xả si đó. Thì những cái phiền não này chúng ta không ghi nhận được thì chúng ta đâu có thể nào tu thọ được. Thì khi mà chúng ta tu thọ cũng vậy. Chẳng hạn trong lúc mà có cái đau, chúng ta quan sát cái đau, có sự an lạc của thân, chúng ta quan sát cái sự an lạc của thân. Có buồn chúng ta quan sát buồn, có vui chúng ta quan sát vui, và có những lúc thản nhiên chúng ta quan sát thản nhiên.
Nhưng mà có những lúc mà cái tâm chúng ta nó ghét một cái người nào đó, nó khởi lên cái sự đùng đùng nóng giận. Ở đây chúng ta cứ quan sát cái đau hay là chúng ta quan sát sự an lạc, chúng ta đâu quan sát được. Tại vì cái tâm sân nó đang cuốn hút mình, nó đang cuốn hút mình, nó là cái đối tượng nổi trội mà mình không quan sát nó sẽ dẫn mình đi. Thì trong lúc đó chúng ta phải sao? Chúng ta phải quan sát cái tâm sân, cái tâm nổi nóng đó. Thì chúng ta quan sát cái tâm nổi nóng đó, cái tâm sân nó hết rồi chúng ta mới trở về cái lĩnh vực, tức là quan sát cái đau hay là quan sát sự an lạc hay là vui buồn thản nhiên. Thì khi mà chúng ta quan sát cái tâm sân đó là chúng ta đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Nếu mà chúng ta không thấy tâm, cái tâm sân nó dẫn chúng ta đi thì sao mà chúng ta có thể an trú vào cái cảm giác, cái đề mục thọ của chúng ta được. Rồi chúng ta đang quan sát thọ, quan sát cái đau hay là quan sát cái sự an lạc hay là buồn vui thản nhiên á, thì trong lúc đó chúng ta thích thú, chúng ta mơ tưởng về một cái gì đó, cái tâm tham nó sanh khởi lên dữ dội. Thì giờ chúng ta phải quan sát cái tâm tham. Thì quan sát tâm tham đó là gọi là tâm quán niệm xứ. Thì đây đó chúng ta tu á, sẽ thấy rằng á, phần lớn là chúng ta bị khiếm khuyết. Ở những người tu thân á, niệm thân á, thì không có thấy được thọ, không thấy được tâm, mà chỉ có quan sát phòng ngà, xẹp bà hay là hơi thở không. Thì như vậy tức là chúng ta tứ niệm xứ không ra tứ niệm xứ, mà định không ra định, không biết chúng ta tu cái gì. Rồi có những người tu niệm thọ đó, chỉ quán cái sát cái thọ khổ thôi, rồi không biết thọ u, không biết được cái thọ hỷ, không biết thọ xả, không biết thọ lạc, rồi chỉ biết cái đó không. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng bị khiếm khuyết. Rồi đó chúng ta tu cũng tứ niệm xứ cũng chưa phải là tứ niệm xứ. Rồi chúng ta cũng thấy được tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn. Chúng ta không thấy được mấy cái tâm này thì sao có thể chúng ta hiểu được chính mình, mà có thể chúng ta phát triển về cái thọ quán niệm xứ cho nó rõ liền. Rồi có những trường hợp, có những người tu niệm tâm á, niệm tâm á thì thấy rằng chỉ có biết được tâm suy nghĩ. Rồi đó giờ tu tập á, sư cô thấy nhiều Phật tử chỉ tu có biết suy nghĩ thôi. Rồi chúng ta quan sát cái tâm suy nghĩ không, mà chúng ta không có biết được tâm khác đó. Rồi tâm suy nghĩ nó dẫn chúng ta đi, cái chúng ta không hiểu, chúng ta nói tu niệm tâm là sai, tu niệm tâm là không đúng. Tại chúng ta cứ nhìn cái suy nghĩ về cái bề mặt của cái tâm không à, mà chúng ta chưa thấy được cái sự dính mắc của tâm tham, chúng ta chưa thấy sự phản ứng của tâm sân, chúng ta chưa thấy được si mê của tâm si, chúng ta chưa thấy được cái tâm ngã mạn, chúng ta chưa thấy được tâm ganh tị, chúng ta chưa có phát triển được những cái tâm thiện, tâm vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta chỉ nhìn cái tâm suy nghĩ, cái bề mặt lâu lâu chúng ta thấy rồi chúng ta nhìn nó, niệm định chúng ta không có, nó dẫn chúng ta đi. Vì vậy chúng ta tu niệm tâm cả đời vậy, suy nghĩ là nhiều người tu như vậy nên họ bỏ cái phương pháp này. Thì chúng ta tu như vậy nó cũng sai. Tại trong 16 loại tâm mà giờ chúng ta chỉ có quan sát được tâm suy nghĩ à. Rồi trong lúc mà chúng ta niệm tâm á, không phải chúng ta chỉ ghi nhận những cái tâm tham, tâm sân, tâm ganh tị hay là tâm suy nghĩ hay tâm hôn trầm hay là tâm toán loạn. Có những lúc mà cái đau, buồn, vui hay thản nhiên chúng ta cũng phải quan sát. Chúng ta đang quan sát niệm tâm. Rồi trong lúc này đó, chúng ta có một nghĩ đến một cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta vui, chúng ta hớn hở, chúng ta có sự hưng phấn. Rồi trong lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm vui đó, cái cảm giác vui đó. Tức là trong lúc đó chúng ta quan sát về thọ quán niệm xứ, nếu quan sát về thọ hỷ đó, khi mà cái thọ hỷ nó mất rồi chúng ta mới trở về cái lĩnh vực của mình, chúng ta niệm tâm. Rồi chúng ta trong lúc mà chúng ta đang niệm tâm mà cái đau nó sanh lên dữ dội, thì giờ trong lúc đó chúng ta phải ghi nhận cái đau, tức là chúng ta đang quan sát về thọ quán niệm xứ. Cho nên đó, bốn xứ đều có hỗ trợ cho nhau, nhưng mà chúng ta đó, chuyên về cái xứ nào thì chúng ta lão luyện về cái xứ đó. Nên chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta cần tu tập, chúng ta phát triển, chúng ta mở rộng thêm. Rồi nếu mà Phật tử nào đó mà chúng ta đó cảm thấy mình tu chưa có được đầy đủ lắm thì chúng ta cố gắng để chúng ta bổ sung. Thì đây sư cũng khuyên chúng ta tu niệm thân cũng tốt, niệm thọ cũng tốt, niệm tâm cũng tốt và niệm pháp cũng tốt. Tại bốn cái phương pháp này đều là Đức Phật Ngài dạy cả, thì cái phương pháp nào cũng dẫn chúng ta đến Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta phải tu cho nó đúng cách và đúng với kinh điển thì cái pháp hành chúng ta nó sẽ tiến triển tốt. Và khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ đó, thì người cư sĩ chúng ta phải nhớ rằng
Có những lúc nào mà chúng ta bị căng thẳng hay là chúng ta mệt mỏi thì chúng ta phải kiểm tra tâm. Tại vì trong lúc mà chúng ta đã bị căng thẳng hay mệt mỏi đó, tức là cái thái độ chúng ta không đúng đắn hay là chúng ta bị chú tâm đó, thì chúng ta phải kiểm tra thân tâm chúng ta lại và chúng ta buông lỏng ra và chúng ta phải kiểm tra lại cái thái độ mình như thế nào. Và chúng ta tác ý rằng trong lúc này không có gì quan trọng cả, mình chỉ quan sát một cách khách quan thôi, cái gì đến nó cũng ra đi, nên chúng ta không có chấp vào đó, chúng ta không có chú vào đó, chúng ta không có tìm kiếm vào đó, thì cái tâm chúng ta nó buông ra thì nó sẽ tạo ra sự bình an, nó nhẹ nhàng. Thì chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta tu đúng thì cái sự tinh tấn chúng ta nó sẽ liên tục và nó có sự bình an, và tâm chúng ta có sự tĩnh lặng và chúng ta sẽ hiểu biết nhiều. Và nhờ có sự bình an tĩnh lặng đó thì trí tuệ nó sẽ sanh ra, nó hiểu được những cái đối tượng thân và tâm. Thì hôm nay xin chia sẻ về cái phương pháp thực hành tứ niệm xứ đến toàn thể hội chúng chúng ta. Thì sư nghĩ thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Có phần phước nào phát sanh xin chia đến tất cả chư thiên vô trời đế thích tứ đại thiên vương, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp và chư thiên ở xung quanh ngôi chùa Viêm Tuệ này, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và có những phần phước nào phát sanh xin chia đến các cô tu nữ và toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đồng tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe.